Đây mà cũng gọi là thiết kế ạ? Mày mà làm cái nghề vô bổ này nữa thì đừng có nhìn mặt mẹ. Alo, anh chào chị. Bên em gọi để xác nhận đăng ký đặt vé máy bay đi Mỹ vào chiều ngày 30 tháng 1, tức là 29 Tết này ạ.